Con cáo lương lẹo. Chào hai anh bạn này. Sao mới sáng sớm đã đi bắt cá thế? Ôi chào, các bạn vất vả quá chứ không được thảnh thơi như tôi nhỉ? Tưởng là ai? Ra là anh cáo khoác lác. Hôm nay chả thấy ai đâu nhỉ? Chán quá, chả có ai chơi cùng cả. Meo. Con chó ấy nhanh quá, suýt chút nữa nó đuổi kịp mình. May mà mình chạy vào rừng này trốn lên cây, hy vọng nó không truy lùng mình nữa. Thôi nào, xem chừng cậu có vẻ khó gần thế này thì cũng ít bạn, nên kết bạn với mình là đúng rồi. Mà chúng ta có điểm chung đấy chứ không phải là không đâu nhé. Chả có điểm gì chung cả. Có chứ, bạn là mèo, bạn sẽ sợ chó đúng không? Tôi cũng sợ chó, thế chẳng phải chúng ta cùng hội cùng thuyền với nhau sao? Cái lũ chó đáng ghét thì tôi có cách đối phó với chúng rồi, thế nên tôi cóc sợ nữa. Bạn có cách đối phó với chó không? Cách nào? Chỉ tôi xem với. Tôi không rảnh. Nói cho mình bạn biết thôi nhé, tôi cũng có cách đối phó với chó đấy. Mà không phải là chỉ có một cách thôi đâu. Tôi có tới 702 mánh lưới khác nhau, đã được rèn luyện từ bé để đánh lừa bọn chó đấy. Bọn chó mà gặp tôi thì chúng chỉ có thành trò cười ngốc nghếch thôi. Cậu có những 702 mánh lưới á? Sao nhiều thế? Cậu học được ở đâu thế? Ôi giời, cần gì phải học ở đâu. Tôi sinh ra đã có tài bẩm sinh đối phó với kẻ thù, chẳng con chó nào dám bén mảng gần tôi hết. Mà nhân ngày hôm nay chúng ta thành bạn bè thì tôi sẽ chỉ cho bạn vài mánh lưới nha. Hay là cứ thử nghe 702 mánh lưới của tên cáo này nhỉ, cũng chả mất gì. Dù sao mình cũng cần trang bị thêm mưu mẹo, kẻo ngày nào cũng phải tránh con chó ấy, thật mệt. Đi một ngày đàn, học một sàng khôn, biết đâu nó có gì cho mình học hỏi thì sao. Cậu nói xem, chẳng qua tôi cũng đang rảnh muốn nghe, chứ tôi chả có hứng thú kết bạn với cậu đâu. Được rồi, cứ thư thư rồi ta trò chuyện. Hay trước khi bắt đầu, bạn có muốn cùng mình đi dạo thêm một lát không? Mình sẽ dẫn bạn đến chỗ này hay cực. Thôi khỏi, cứ ở đây đi. Cậu nói nhanh, không tôi đổi ý không nghe nữa đâu. Ái kìa, cứ thư thả chút. Thôi được rồi nào, bạn ngồi xuống đã đi. Dù, dù, thích quá, gió mát quá. Là mùi của con mèo đây mà. Quá ra nó ở chỗ này. Phải đi lùa con mèo ấy, chạy một lượt cho vui mới được.
đang hợm hỉnh mà. Thế mà tôi cứ tưởng cậu ranh ma nhiều mánh lới lắm. Nãy nghe cậu nói tôi đã nghi nghi rồi. Đại bàng và mũi tên. Ồ, kia chẳng phải Eric, anh bạn thợ săn của mình hay sao? Cậu ấy chuẩn bị có một mẻ lớn. Mình phải trốn tạm vào đây, xem cậu ta làm gì mới được. Lũ nhóc ham ăn, chạy đâu cho thoát cơ chứ. Không có con sẻ nào chạy thoát được tấm lưới lớn của mình. Lần này quả không phụ công mấy hôm nay rình rập sớm khuya. Mừng cho cậu Eric, hôm nay được cả mẻ chim sẻ lớn thế này cơ mà, cũng phải được đến gần. We'll be right back.
bay liền ra chỗ khác. Không rơi thì phải, không thể. Mũi tên làm bằng lông đại bàng sắc nhọn, sắc bén vô cùng. Với vết thương chí mạng đó, nó không thể thoát được. Các ngươi đừng hòng chờ đợi ta vô ích. Ta sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để rơi xuống vực sâu. Ta không muốn lọt vào tay thợ săn để làm hại thêm bất kỳ đồng loại nào nữa. Sống trên đời, đừng trao cho kẻ thù phương tiện hủy diệt mình. Tiếc quá, chuột mất con mồi ngon rồi. Hình như con đại bàng cố tình rơi xuống vực thì phải. Lần đầu tiên tớ thấy chuyện này. Tiếc quá, tớ đang cần những sợi lông đại bàng để làm thêm những bộ cung tên khác. Ghiềm cương trước vực thẳm. Ngày xưa, có gia đình nhà buôn nọ giàu có tiếng trong làng. Nhưng ông bà chỉ có một cậu con trai duy nhất, nên cậu được nuông chiều từ nhỏ. Vì được nuông chiều từ nhỏ, nên khi lớn lên, cậu chẳng chịu học hành và tập làm ăn gì cả, chỉ suốt ngày rong chơi, cờ bạc. Đã bao lần cha mẹ khuyên can, nhưng cậu vẫn chứng nào tật ấy, không từ bỏ được. Dạ bẩm ông, có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì thế? Dạ cậu bắt chơi cờ bạc thua nhiều quá, đang bị đám ăn chơi bắt dẫn về đây đòi nợ đấy ạ. Cái gì? Cái thằng này lớn tướng không lo làm ăn, chỉ suốt ngày cờ bạc. Đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, còn thấy toàn những tay bậm trợn. E rằng lần này món tiền cũng không hề nhỏ đâu ông ạ. Thật quá thể lắm rồi. Cha. Nè, ông mau trả nợ cho con trai ông đi. Chịu chơi thì phải chịu trả. Nhà giàu mình định ăn quýt à? Có gì các anh cứ từ từ. Nào đã ai ăn quýt các anh cái gì? Cậu bắt nhà ông chơi thua 1000 quan tiền của chúng tôi, đã không chịu trả còn cứ xin vào chơi tiếp. Cái gì? Thua 1000 quan tiền liền? Vâng. Nếu ông không trả nợ cho con ta, chúng tôi sẽ không để yên cho con trai ông đâu. Cha ơi, cứu con với. Thôi được, các anh thả nó ra đi. Tôi trả được chưa? Tôi sẽ trả đủ cả 1000 quan tiền cho các anh, không thiếu một xu. Có thế chứ, may mà bố mẹ mày nhà giàu đấy, không thì đi tông cái đầu này rồi. Từ nay ta sẽ không cung cấp của cải gì cho con nữa. Đừng hòng có một xu trong người, xem con lấy gì để ăn chơi đi. Ôi cha ơi, thế thì con biết làm sao đây? Làm sao hả? Nhốt ở trong nhà, đừng hòng ra ngoài thì hết làm sao. Thằng Nô đâu? Con đây ạ. Trong chừng cậu bắt đi, để ông còn đi công việc. Vâng ạ. Cậu chủ ngủ sai thế kia, mình cũng tranh thủ chợp mắt tí vậy. Cậu ấy thức mới lo chứ ngủ rồi thì lo cái gì. Cuối cùng nó cũng ngủ rồi. Mỗi lần thấy cha hay đếm tiền rồi cất vào cái hòm kia. Bắt à, mày thua rồi. Hả? Thua rồi, đưa hết tiền đây. Đã 5 lần 7 lượt rồi nhưng nó vẫn không chịu chừa thói cờ bạc. Không thể thế này được, phải dùng cách gì trị nó. Nếu không thì không chỉ gia sản này tan, mà đời nó cũng tàn mất. Bẩm ông, cậu đã về nhà rồi ạ. Nhưng con chưa nói với cậu là ông đã về, nên cậu không biết là ông đã biết chuyện đâu ạ. Cứ để đó tài liệu. Dạ. Dạ, mấy thứ đồ này mà mang đi bán chắc được giá lắm đi. Cha ta buôn bán, lần nào về cũng mua không biết bao nhiêu đồ quý. Thiếu đi một vài thứ, chắc gì ông đã phát hiện ra. Bác à, con đi cùng cha đến chỗ này. Cha về lúc nào ạ? Cha mới về. Cha mới phát hiện trên đỉnh núi có một kho chứa nhiều vàng lắm, nên ta quay về muốn con đi cùng. Thật vậy ư thưa cha? Thế thì còn gì bằng. Có vàng thì tốt quá rồi. Vâng, con đi cùng cha ngay. Nhưng cha cần phải qua làng bên có chút việc. Đúng giờ ngọ, cha con ta hẹn nhau trên đỉnh núi nha. Vâng, thưa cha. Dừng lại, con trai, mau dừng lại. Phía trước hết đường rồi. Dừng lại, không là rơi xuống vực ngay.
Hả? Trời ơi, dừng lại mau. Ôi mẹ ơi, suýt tí nữa thì tôi mạng. May mà cha đã gọi kịp. Con biết dùng cương trước vực thẳm để không bị ngã tan xương nát thịt, thì hà cớ gì còn không chịu nghe lời cha khuyên can, bỏ thói mê cờ bạc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!